Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 30 ta 940, bài phép trừ nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ phép trừ 865.279 trừ cho 450.237. Như vậy mình sẽ thực hiện phép trừ nha. Từ phải qua trái, từ hàng đơn vị, đúng không? Mình sẽ đặt phép tính thẳng hàng từ trên xuống hàng đơn vị. 9 trừ 7 bằng 2, viết 2, đúng không? 7 trừ 3 bằng 4, viết số 4. 2 trừ 2 bằng 0, viết số 0. 5 trừ 0 bằng 5, viết số 5. 6 trừ 5 bằng 1, viết số 1. Và 8 trừ 4 bằng 4, viết số 4. Như vậy mình trừ kết quả, mình ghi vậy thôi, đúng không? Như vậy kết quả phép trừ đây sẽ là 415.042. Mình sẽ viết số đây nha. Giờ tiếp theo là câu B. Ở đây mình cũng tính tương tự không? Mình sẽ đọc phép tính theo hàng và mình trừ từ hàng đơn vị, đúng không? 3 trừ 9 không được, mình sẽ lấy 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1 nha. 4 này thêm 1 là bằng 5. 5 trừ 5 bằng 0, viết số 0. 2 trừ 7 không được, mình lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 5 này thêm 1 là 6, mình sẽ lấy 7 trừ 6 bằng 1, viết số 1. 4 trừ 8 không được, mình lấy 14 trừ 8 được 6, viết số 6, nhớ 1. 2 này thêm 1 là 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết số 3. Như vậy kết quả của phép trừ sẽ là 361.504, đúng không? Mình sẽ ghi kết quả ở đây nha. 361.504, đúng không? Như vậy phép trừ mình cũng làm tương tự như phép cộng thôi, đúng không? Như vậy là mình xong phần lý thuyết nha. Của bài phép trừ, mình sẽ qua tiếp phần bài tập luôn nha. Giờ bài tập câu số 1 đặt tính nhật tính. Như giờ mình sẽ đặt tính nhật tính giống như phần lý thuyết, đúng không nè? Mình sẽ giống như hai cái mẫu này ha. Giờ câu số 1 này thầy sẽ làm như thế. Giờ câu số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 1, sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 1 A chứ nha. Như vậy là 987.864 trừ cho 783.251, mình trừ từ trên xuống từ hàng đơn vị nha. 4 trừ 1 bằng 3, viết số 3. 6 trừ 5 bằng 1, viết số 1. 8 trừ 2 bằng 6, viết số 6. 7 trừ 3 bằng 4, viết số 4. 8 trừ 8 bằng 0, viết số 0. Và 9 trừ 7 bằng 2, viết số 2. Như vậy kết quả của phép trừ sẽ là 204.617, đúng không? Giờ tiếp theo là 969.696 trừ cho 656.565. Giờ mình cũng trừ từ trên xuống, từ bên phải qua bên trái. 6 trừ 5. Giờ 6 trừ 5 bằng 1, viết số 1. 9 trừ 6 bằng 3, viết số 3. 6 trừ 5 bằng 1, viết số 1. Và 9 trừ 6 bằng 3, viết số 3. 6 trừ 5 bằng 1, viết số 1. Và 9 trừ 6 bằng 3, viết số 3. Như vậy kết quả sẽ là 313.131 nha. Giờ tiếp theo câu B luôn. 839.084 trừ cho 246.937. Mình trừ từ trên xuống, từ phải qua trái, đúng không? 4 trừ 7 không được, mình lấy 14 trừ 7 được 7 nha. Viết 7 như 1. 3 này khi 1 là 4, 8 trừ 4 còn 4, viết số 4. 0 trừ 9 không được, mình lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết số 1, nhớ 1. 6 này khi 1 là 7, 9 trừ 7 bằng 2, viết số 2. 3 trừ 4 không được, mình lấy 13 trừ 4 bằng 9, đúng không nè? Viết 9 nhớ 1. 2 này khi 1 là 3, 8 trừ 3 bằng 5. Vậy kết quả sẽ là 592.147, đúng không nè? Tiếp theo là 628.450 trừ cho 35.813. Giờ mình sẽ trừ từ trên xuống, từ bên phải quá nha. 0 trừ 3 không được, mình lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết số 7 như 1 nha. 1 này thêm 1 là 2, 5 trừ 2 bằng 3. 4 trừ 8 không được, mình lấy 14 trừ 8 được 6, viết 6 như 1. 5 này thêm 1 là 6, 8 trừ 6 bằng 2, viết số 2. 2 trừ 3 không được, mình lấy 12 trừ 3 bằng 9, viết 9 như 1. Như vậy ở đây sẽ xuất hiện số 1. 6 trừ 1 bằng 5.
như kết quả của phép trừ sẽ là 592.637, đúng không nào? Rồi, câu số 1 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 2 nha. Tính 48.600 trừ cho 9.455. Mình sẽ đặt phép tính theo hàng dọc như mình tính bình thường, đúng không nào? Mình sẽ tính như vậy là 0 trừ 5 không được, mình sẽ lấy 10 trừ 5 còn là được 5. Viết 5 nhớ 1. 5 này khi 1 là 6. 0 trừ 6 không được, mình lấy 10 trừ 6 được 4. Viết 4 nhớ 1. 4 này khi 1 là 5. 6 trừ 5 còn 1. Viết số 1. 8 trừ 9 không được, mình lấy 18 trừ 9 được. Được 9, viết 9 nhớ 1. Mình sẽ để số 1 đây. 4 trừ 1 bằng 3. Như vậy kết quả có phép trừ sẽ là 38.145. Tiếp theo là 65.102 trừ cho 13.859. Giờ mình sẽ thực hiện phép trừ. 2 trừ 9 không được, đúng không? Mình sẽ lấy 12 trừ 9 được 3, viết 3 nhớ 1. 5 này khi 1 là 6. 10 trừ 0 trừ 6 không được, mình lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 8 này khi 1 là 9. 1 trừ 9 không được, mình lấy 11 trừ 9 được 2, viết 2 nhớ 1 tiếp. 3 này khi 1 là 4. 5 trừ 4 bằng 1. 6 trừ 1 bằng 5. Như vậy kết quả của phép trừ sẽ là 51.243 nha. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy 0 trừ 5 không được, mình lấy 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1. 6 này thêm 1 là 7. 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1 tiếp. Đây là 8. 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1 tiếp. Đây là 9. 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1 tiếp. 4 này thêm 1 bằng 5. Như vậy 8 trừ 5 bằng 3. Kết quả sẽ là 31.235. Tiếp theo là 941.303 trừ cho 298.764, đúng không? 4, 2 trừ 4 không được, mình lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 với 1. 6 trừ 1 là 7. 0 trừ 7 không được, mình lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 với 1 tiếp. 7 trừ 1 là 8. 3 trừ 8 không được, 13 trừ 8 bằng 5, viết 5 với 1 tiếp. 8 này thêm 1 là 9. 1 trừ 9 không được, lấy 11 trừ 9 bằng 11 trừ 9 bằng 2, đúng không? Với 2 nhớ 1 tiếp. 9 này thêm 1 là 10. 4 trừ 10 không được, mình lấy 14 trừ 10 được 4, với 4 nhớ 1 tiếp. 2 này thêm 1 là 3. 9 trừ 3 bằng 6. Như vậy kết quả là 64.200 642.538, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo câu số 3. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài là 1.730 km. Quãng đường xe lửa đi từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1.315 km nha. Người ta kêu tính quãng đường xe lửa đi từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy mình có là quãng đường đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài là 1.730. Còn từ Hà Nội đến Nha Trang thì chỉ dài có 1.315. Người ta kêu mình tính quãng đường từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh như vậy mà thực hiện phép trừ, đúng không? Mình lấy 1.730 trừ cho 1.315 là ra kết quả thôi. Giờ câu số 3 cũng đơn giản, đúng không? Thì sẽ làm câu số 3 luôn. Như vậy người ta kêu mình tính quãng đường xe lửa đi từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Vì mình trả lời là độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là lấy 1.730 trừ cho 1.315, đúng không? Giờ đây mình nhẩm luôn nha. 0 trừ 5 không được, mình lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 với 1. 1 này thêm 1 là 2. 3 trừ 2 bằng 1, đúng không? Giờ 7 trừ 3 bằng 4. Giờ 1 trừ 1 hết. Như vậy kết quả là 415 km, đúng không? Như vậy đáp số sẽ 415 km. Giờ như vậy câu số 3 này kia, có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho hay vào các bạn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được là 214.800 cây. Năm ngoái trồng ít hơn năm nay là 80.600 cây. Hỏi cả 2 năm học sinh của tỉnh mới trồng được bao nhiêu cây?
Như bây giờ bạn này người ta nói là trong năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214.800 cây, năm ngoái trồng ít hơn, như vậy ít hơn mình sẽ thực hiện phép trừ đúng nào? Như vậy là giải thứ nhất sẽ là năm ngoái học sinh của tỉnh nó trồng được số cây là mình sẽ thực hiện phép trừ, lấy 214.800 trừ cho 86.800 sẽ bằng là 134.200 cây đúng này. Giờ như vậy là có số cây trồng từ năm ngoái với năm nay cộng lại là giờ 2 năm đúng này. À, như vậy là người ta hỏi cả 2 năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây, vậy mà trả là cả 2 năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là lấy năm thứ nhất là 214.800 cây cộng cho 134.200 cây, như vậy kết quả sẽ là 349.000 cây nha. Như vậy đáp số là 349.000 cây. Giờ câu số 4 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong toán lớp 4 bài phép trừ trang 39-40. Nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.